chú nào là để đấy thôi, con đấy, sắp cái gì ấy, đấy đồng bạc ấy cái nà, đấy đồng bạc thuốc đấy hả thủ ô, đấy một thang sung sướng đi, một thang sung sướng à, đấy đấy nổi thang lên, sướng lên rồi, đây ba gói là một thang này, ô, đấy hạt thủ ô đấy, cái nhau ấy, cái này cái này đấy. Cái này nhôm sắm rồi đấy, anh ấy đem lò đấy, em đi lò thuốc lá đấy, anh ấy lấy nhiều lò đấy, bao nhiêu thế này thì biết mua của ai bây giờ? Cái này lấy chú ủng hộ cá vải mỗi người một rò đấy anh ơi. Ôi cháu không có tiền đâu, anh ơi lấy bán về cho cháu thôi. Dạ bán về thôi, bán rẻ đấy. Phong đàn ừ, bán để thôi đấy. Đấy phong đàn cái kia ấy cái nà. Rồi để cháu giới thiệu mọi người đến thôi. Quay này này giới thiệu mọi người đến mua nhá. Mua hàng nhá. Giới thiệu mọi người du khách đến mua hàng nhá. Bao giờ đi đây? Dạ. Bao giờ đi đây? Bao giờ đi à? Ô họ đến đấy mà. Họ xem video là họ đến đây thôi. Họ đến du lịch là họ mua thôi. Các bà các chị cứ yên tâm dạ. Đây cả anh em cháu nó mua ở đây đi chứ rồi giới thiệu có người ta uống cho sức khỏe bảo đảm chứ rồi người ta mới mua giới thiệu như thế á. Mua một thang đi nhá. Không cháu giới thiệu quay giới thiệu mọi người đến đi họ. Mua một thang 5.000 thôi cũng đầy ra thôi nhá. Dạ. Một thang thoát là 5.000 thôi nhá. Thế á. Dạ thôi vậy. Như thế này nữa đi một thang này. Đây mận rồi. Thì lấy 100 hoặc là lấy 60.000 thôi nhá. Thế ạ? Thôi thôi cháu cảm ơn bà thôi. Vâng, thôi hôm nào cháu quay lại cháu mua thôi. Bà yên tâm cháu quay cháu giới thiệu bảo là mọi người đến họ mua thôi. Họ đến đây họ chơi ấy, họ chơi họ mua thôi. Thôi bà, hôm nào cháu mua thôi. Rất nhiều. Đấy quả sung sướng rồi đó. Anh, quả sung sướng không nhiều nữa. Dạ. Thang không nhiều nữa. Quả súp sướng á? Ô, cháu không biết đâu, đấy, không biết uống đâu. Đấy, cái này uống là tốt lắm đấy. Ăn cơm đan đi, ăn củ mài luộc ý. Cháu là củ mài luộc ạ. Ừ, đấy, quả súp sướng là tốt lắm đấy. Củ mài luộc ăn với một túi mở hàng ý. Đấy, cái lên sẽ ăn là cái củ ăn một túi mở hàng ý. Đấy, quả súp sướng một thang đấy. Quả súp sướng một thang à? Ừ, đấy. Cơm lam bán nào hả bà? Uống thế là mình 10.000 một cái cho cháu một cây nhé. Vâng cho cháu một cây nhé. Vâng. Quả sung sướng này này. Cái này à? Dạ. Vâng bà chặt cái đấy đi cho cháu với. Cái này 50 này. Không lấy được. Ăn cái kia ăn còn đi được. Cái đấy phải ngâm rượu uống thì. Cái này sắp uống cả cũng được. Vâng. Cái ngâm sẵn này. Cái ngâm sẵn nhé. Ồ cháu chưa uống bao giờ cơ. Cháu sợ. Đun nước uống. Đun nước uống ạ. Vâng. Cái này 50 một thang thôi. Vâng. Cái này ăn cơm ngon ngủ ngon. Cái này là nướng từ tối qua à bà? Hay sáng nay? Sáng nay mới nướng chứ nhỉ? Sáng nay. Vâng. Hôm qua thì nó sáng nay nó sẽ cứng lại đúng không? Vâng, cứng lại không ăn được. Đấy, bóc ra. Đấy, còn nguyên cái lớp lụa nhỉ. Cái này là làm từ ống giang hay ống tre à bà? Ống giang chứ? Ống tre đấy. Ống tre à? Ống tre gai à? Tre gai nhưng mà cái tre gai non đúng không bà? Các bà. À. Vàng non mới làm được nhỉ? Ba bẻ giúp cháu cái này xuống. Đấy. Bẻ đôi xuống. À đấy, bà gấp xuống giúp cháu với. Đấy, đúng rồi. À, bị rơi ra mất à? À, thế rơi à? Vâng, thôi được rồi, để cháu lấy ra thôi. Ăn thì bẻ cái này thôi. Vâng, thôi cháu chào các bà nhá. Cháu đi về đã nhá. Vâng, chúc các bà bán hàng tốt nhá. Vâng ạ. Đây, trở về các bạn. Hành trình trở về các bạn. Dạ. Đi đường này ra được ạ? À, đường này gần hơn ạ. À, vâng. Gần hơn đúng không?
Vâng, cháu cảm ơn nhá. Cháu đi về đã. Đây, trở về bạn. Để tắt đi bạn. Đường này thì gần hơn. Ôi, con này nó cứ đi theo nó đòi ăn này. Đường này gần hơn đường bạn. Đường này đừng tắt này, đi theo bạn các bạn này. Gần hơn nhé. Vừa mới đi ra mua đồ cho các bạn. Rồi. Cháu cảm ơn nhá. Vâng ạ. Ừ. Thế cái đường này là đi qua nhà, đi coi tắt qua nhà của họ cháu. Vâng ạ. À thế à? Ừ. À. À thế à? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Thế đi qua đây có phải trả tiền không? Không ạ. À, ừ, không đâu gì. Ừ. Đây đi đường tắt qua ao của họ. Gần hơn bạn ạ. Gần hơn đấy. Gần hơn 200 m. Ui, nhà đẹp quá. Quay cái nhà các bạn. Nhà đẹp quá. Trên ngay cái đường đi các bạn. Đây, phong lan các bạn này. Đấy, phong lan họ. Nhà đẹp. Cháu đi nhờ qua nhà chú một tí nhá. Vâng, cháu chào chú nhá. Cháu đi về Điện Biên đó. Vâng. Dạ. Nhà cháu, vâng, hôm nào cháu vào cháu mua nhá. Vâng, cháu đi về đây.